Chưa bảo còn có miếng thịt đấy đứng đấy làm gì ạ? Hả? Mang đây cho một người ăn này, làm cho một người thèm cứ đòi người con biết không? Hả? Mang đây, mang cho mọi người ăn. Hả? Chạy á? Ấy, ăn tham á. Rồi rồi, rồi rồi để mẹ mẹ đi lấy. Đi lấy lại cho anh ha. Trời ơi, chưa bảo là chạy mất tiêu luôn. Đây này, để mẹ bóc cho anh ha. Ý ủi, ủi, ủi. Cảm ơn mẹ à. Rồi, cả nhà ơi, đây là thịt ướp nha. Thịt ướp cái này mềm mà hương vị thơm lắm nha cả nhà. Người cũng ăn được luôn nha cả nhà. 0974809436 Zalo mua hàng cả nhà. Cái này trộn với cơm cho bé ăn cũng được nha, ăn không cũng được nha cả nhà, rất là ngon á, hương vị thơm lắm cả nhà. Hương vị ở bên Trung Quốc thì cơm tàu bội Nhật thì khỏi chê luôn nha cả nhà.